Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ quay lại một video hướng dẫn cho các bạn cách tắt đồng bộ danh bạ trên Instagram nha. Thì để mà có thể tắt đồng bộ danh bạ trên Instagram thì các bạn hãy làm theo các bước sau. Đầu tiên các bạn hãy mở cái ứng dụng Instagram của các bạn lên nha. Tiếp theo là các bạn hãy chọn vào biểu tượng avatar phía dưới bên phải màn hình điện thoại nha, mình sẽ chọn vào. Tiếp theo các bạn hãy chọn vào biểu tượng ba dấu gạch ngang ở phía trên bên trái bên phải màn hình điện thoại nha, mình sẽ chọn vào. Tiếp theo là các bạn hãy chọn vào phần là cài đặt nha, mình sẽ chọn vào phần cài đặt. Tiếp theo là các bạn hãy chọn vào phần là tài khoản nha, mình sẽ nhấn vào phần tài khoản. Là cái phần này, cái mục này này các bạn, mình sẽ nhấn vào tài khoản nha. Tiếp theo là các bạn hãy chọn vào phần là đồng bộ danh bạ nha, mình sẽ chọn vào phần đồng bộ danh bạ. Tiếp theo là các bạn hãy tiến hành là tắt cái phần là kết nối danh bạ đi nha. Vì khi mà các bạn mở lên như thế này thì nó sẽ yêu cầu, thì Instagram sẽ yêu cầu các bạn và cho phép Instagram truy cập vào danh bạ của các bạn. Nếu mà các bạn nhấn vào cho phép ấy, thì các bạn sẽ đồng bộ danh bạ của các bạn lên Instagram và các bạn bè của bạn sẽ biết được là bạn đang sử dụng Instagram nha. Còn nếu mà các bạn nhấn vào không cho phép như thế này thì các bạn đã tắt cái đồng bộ danh bạ trên Instagram như thế này. Thì nếu mà các bạn có bất kỳ thắc mắc nào thì để lại comment ngay bên dưới, mình sẽ giải đáp nha.